Sáng ngày 25 tháng 12, quận Đống Đa tổ chức chương trình ra quân các đội hình tình nguyện hỗ trợ thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự chương trình có Thượng úy Nguyễn Vũ Lê Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Đống Đa. Đồng chí Lê Ngọc Hân, Quận ủy viên, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Phó trưởng ban chỉ đạo đề án 06, đồng chí Trương Minh Quang, Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận. Đồng chí Vũ Đình Tam, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch quận, Đại tá Lê Văn Hiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Thiếu tá Nguyễn Trọng Hùng, Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính Công an quận. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Bí thư quận đoàn Đống Đa cùng các thành viên Ban chỉ đạo đề án 06 quận Đống Đa và các lãnh đạo Ban chỉ đạo đề án 06 của 21 phường trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, Bí thư quận đoàn Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết. Trong thời gian qua, phát huy vai trò xung kích tiên phong của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên quận Đống Đa đã tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công chuyển đổi số và thực thi công vụ, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên nói chung và cán bộ công chức viên chức trẻ nói riêng để tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương đơn vị. Cũng trong sáng nay, quận đoàn Đống Đa đã ra mắt 3 đội hình thanh niên xung kích gồm đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền lưu động với lực lượng nòng cốt các là đồng chí bí thư chi đoàn tổ dân phố. Đội hình xung kích lưu động hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng phần mềm VNEID và đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và đội hình thanh niên tình nguyện cấp căn cước công dân gắn chip lưu động. Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tuổi trẻ quận Đống Đa thực hiện như đoàn xe tuyên truyền lưu động về lợi ích của việc kích hoạt định danh điện tử cá nhân trong việc tham gia sử dụng các dịch vụ công. Tổ chức hỗ trợ cấp căn cước công dân gắn chip tại quận ủy Đống Đa, hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cá nhân cho công dân. Thì đối với bọn em khi hướng dẫn cho người dân thì trước hết thì luôn với tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn thanh niên để hướng dẫn cài đặt người dân theo từng bước một và quan trọng nhất là để các bước trắc nghiệm sinh học của các thông tin chính xác và yêu cầu đầy đủ một thông tin chi tiết. Trong thời gian tới thì đoàn thanh niên quận có những sáng kiến làm thế nào để thúc đẩy được cái việc tiếp cận của người dân trong cái việc được tiếp cận đến việc cài đặt sử dụng cái app VNEID được thuận lợi hơn. Chúng tôi cũng triển khai các đồng chí đoàn viên thanh niên là bí thư chi đoàn các khu dân cư đến tận nhà để hỗ trợ cho người già, người khuyết tật để người dân có thể là tiếp cận được nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn.